Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, thì tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm những thử thách về tiến hóa Pokemon nữa nha các bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ lựa chọn những thử thách mà các bạn đã đặt ra. Đầu tiên là thử thách tiến hóa bộ ba Kalos. Bộ ba khởi đầu của vùng Kalos. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy hai em, đó chính là Fennekin và em Jaspin ra để mà tiến hóa nha các bạn. Thì và đợt trước mình cũng lộn cái em Charizard này luôn. Cảm ơn các bạn đã nhắc cho mình nha. Mình cảm ơn rất là nhiều. Con Silgen này chúng ta có nên làm thử thách không ta? Chúng ta sẽ để sau đi. Lỡ tí nữa mình gặp Salamence nữa thì tính tiếp. Beldum này có nên làm luôn không ta? chắc chúng ta sẽ làm bộ ba Kalos trước đi. Từ từ rồi qua mấy con Beldum hoặc là con cái con Selgin này luôn. Đầu tiên thì mình sẽ kiếm cái con Jaspin cái đã. Đây, Jaspin đây các bạn. Jaspin và Fennekin. Còn Greninja thì mình đã có rồi, nên đâu cần nữa đâu. Đó. Rồi, đầu tiên sẽ là em Jaspin nha các bạn. Chúng ta sẽ thực hiện thử thách tiến hóa hết hai con còn lại luôn, đó chính là Fennekin và Jaspin. Ok, lên đường thôi. Đây có mấy con Vinlabi. Vinlabi, mấy con này thì rất là phê luôn. Level nó cao nha các bạn, nên rất là khỏe nè. Đầu tiên mình sẽ dùng em Fennekin để mà ném vào. Sau đó chúng ta sẽ đổi qua những em có level cao hơn để mà thách đấu nó nè. Trời ơi, với em Ziget của mình thì nó có mấy skill, đó chính là Dig. Skill này rất là mạnh luôn. Đây chính là skill đào đó các bạn. Rồi. Trời ơi, nó thi triển hơi lâu một xíu nhưng mà nó không gây sát thương luôn. Ôi trời ơi, chuyển qua em Incineroar để mà cho nó biết bài học đi. Flare Blitz đó. Một hit đi luôn. Không được Psybeam, mình sẽ thay bằng chiêu Tail Whip này đi. Và Fennekin của chúng ta đang tiến hóa kìa các bạn ơi, quá xịn luôn. Rồi, trời ơi, nó lại đẹp luôn. Để coi nó lên con gì đây. Ra con này. Đây là Ryzen nha các bạn. Trời ơi, Ryzen nhìn rất là đẹp luôn. Ok, nó có cầm mấy cái quỷ bay lửa nữa chứ. Mình sẽ thay luôn một con, đó chính là con Ziget này luôn đi, thay bằng Jaspin. Chúng ta sẽ tiến hóa hai con một lúc luôn, tại vì mình có cũng khá là nhiều mấy cái XP share mà. Chúng ta có thể sử dụng cho thoải mái. Để mình tắt mấy cái Rollite Robot này đi chứ đã. Ryzen xịn nha. Ok, giờ mình sẽ dùng em Charizard này mà lên đường nữa thôi. Charizard của mình thì nó đang nói mà. Cái Ultra Wormhole này làm tôi hết hồn. Trời ơi, Charizard của mình thì nó khá là to và nó làm chắn tầm nhìn lắm, nên mình sẽ chuyển qua cái góc thứ ba để nhìn cho nó dễ. Ở đây có mấy con Manibus nè các bạn. Mình đang đi kiếm mấy em này để nó luyện level cho nó sướng hơn. Manibus và Charizard ở vùng Mesa Prime này nè, level nó rất là cao luôn. Ngoài ra nó cũng có mấy con, đó chính là No Spot và con cái con hồi nãy đó. Vinlebi. Hy vọng là mình nói đúng tên. Ok, Manibus đã bị hạ ngay. Và Jaspin của chúng ta đang tiến hóa luôn rồi kìa. Đó, thêm một em nữa sẽ tiến hóa nha các bạn. Đây, Jaspin đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Mày cứ chạy đi đâu vậy? Và đây sẽ là con Willadin. Wow, có skill mới. Cứ tiến hóa là có skill mới thôi. Ok, mình lại lên đường và tiến hóa tiếp tục hai con này nha các bạn. Chúng ta sẽ làm thử thách xoay quanh như vậy thôi. Với lại mình sẽ đi vòng vòng mấy cái vùng Mesa này để mà hy vọng gặp được những em Legendary. Nó có thể là Ho-Oh nè, có thể là những em Thánh Kiếm Sĩ. Con này là con Hitmore các bạn ơi. Hitmore, con này mình chưa có nè. Chuột lửa hả? Ok, chúng ta sẽ chồng đi lên nè, chồng block đi lên. Dứt cái con Hitmore này luôn nha. Hitmore nè. Wow, cấp cũng khá là cao ha. Trời ơi, khó khăn đây. Rồi mình sẽ chuyển qua NT để mà chúng ta thu phục. Cứ mỗi lần thu phục là chuyển qua Pokemon level cao hơn liền.
Witbon. Mỗi lần thu phục là mỗi lần xài Witbon thôi. Witbon. Ồ, có mấy con Manisbird nó cứ bay bay ở dưới hoài kìa. Trời ơi. Witbon không được. Qua Dustbon đi, trời đen tối mà. Mặc dù à chắc con này nó cũng ở độ cao cũng không cao mấy đâu. Độ cao mà dưới dưới 80 hay dưới 60 nó sẽ khỏe hơn. Rồi, thêm một em Hitmon đã vào PC của anh rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi giết mấy em Mandibus này nha các bạn. Đi tiêu diệt chứ. Đây mình sẽ quăng con Fennekin vào đó. Vậy chúng ta sẽ được thêm level đó các bạn. Rồi. Chết mày rồi con Mandibus này. Lava Bloom nè, skill đó rất là mạnh nha. Mình sẽ cho nó một skill nữa nha. Fire Blast mình luôn này nha con. Fire Blast. Ồ, được skill mới. Skill này ổn không? Skill này sát thương khá là thấp. Chúng ta sẽ hủy skill luôn đi. Hủy skill, không học nữa đâu. Có con Rockinola nó ở dưới kìa. Ok. Chúng ta lại tiếp tục thôi các bạn. Tiếp tục bay vòng vòng và kiếm Mandibus thôi. Ồ, ở đây có con Honduras nè. Honduras. Ngon. Đâu rồi, đâu rồi? Đây, Honduras. Ôi, cấp 82, ngon nha. Chơi mày luôn nha con. Ở đó mà cấp 82 với tao hả? Ây da, mày nè con. Ui, speed nó cao hơn mình một xíu các bạn ơi. Nó được đánh mình trước kìa. Mày nè con. Ui, không được luôn. Trời, làm tôi quê quá vậy. Lần này cũng không được luôn. Fire Blast nó thử nha các bạn. Ồ, không được rồi. Khó ăn rồi. Qua cái con Manaphy để mà Bubble Beam nữa nha. Bubble Beam. Bắn nước nữa. Mày, hồi ôi, bắn nước gần chết con nhỏ luôn kìa. Là một phát nữa là mày đi về Tây Thiên rồi. Học được Fire Spin. Skill này cũng xịn, mình sẽ hủy luôn đi. Cái đó thì nó hiệu ứng skill nó cũng khá là đẹp đó các bạn. Ok, Mandibus. Nó lại xuất hiện nữa rồi kìa. Quá chừng con luôn các bạn ơi. Đã thiệt. Chỉ qua Fennekin quăng nó vào Mandibus thôi. Rồi. Tiến hành xử xử tội nó thôi. Mandibus. Không hiểu sao cái vùng Mesa này á có rất nhiều Mandibus cũng như là Charizard luôn. Nó xịn xịn gì đâu á. À và có nhiều bạn đã ồ, hiệu ứng skill nó đẹp vậy. Trời ơi. Có nhiều bạn đã bảo mình là nên nên làm một tập để mà quay trở lại thế giới Ultra. Chắc mình sẽ lập tập đó sớm thôi. Các bạn cứ yên tâm nha. Rồi. Và các thử thách các bạn đặt ra nó thử thách nào mà nhiều like hoặc là nhiều lượt nhiều người cùng đặt ra thì mình sẽ thực hiện nha. Còn những thử thách như là bắt Legend hoặc là bắt những cái con bò mà là kiểu rất là khó thì mình không có làm nha. Con nào mà dễ xuất hiện khó bắt cũng được thì chúng ta sẽ thực hiện nha các bạn. Ok. Ngon. Wow, Bryce nó lên được cấp 24 rồi kìa. À, mình nghĩ là cấp 36 là nó và con Willin sẽ cùng nhau tiến hóa luôn đó các bạn. Tiếp tục giúp cái con Mandibus này thôi. Trời ơi. Wow, một đàn Mandibus luôn. Tụi nó đông dã man các bạn ơi. Lava Plume nó nha. Wow. Cái skill này nó không có hiệu ứng nha. Phải chỉ nó có thì đẹp biết mấy nha. Lava Plume. Trời ơi, một hit phép nó đi luôn. Wow, lên cấp liên tục các bạn à. Đã thiệt. Nhưng mà bay bằng cái con Charizard này thì nó hơi vướng. Trời ơi, bị rớt xuống nước rồi kìa. Chuyển qua em khác, không có gì cả. Đầu tiên sẽ là Lava Bloom nó. Mình sẽ ưu tiên xài skill này. Skill này rất là mạnh luôn. Ô, mình rất là khoái. Lava Bloom một phát nữa nha. Wow. Ồ, nó còn xíu máu. Ok, cũng được. Xíu máu thì dứt nó luôn nha. Rồi, gọn trơn. Lại thêm Mandibus nữa cơ các bạn. Quá chừng luôn. Wow. Thiệt là đã. Mandibus. Wow, nó nằm bên đây. Mình cũng ở vùng Mesa này khá là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy em huyền thoại nào xuất hiện cả. Không biết có phải là xui không nữa. Buồn quá nha. Chắc lẽ là phải hâu âu đồ nó xuất hiện cho nó vui chứ. Kỳ cục quá đi à.
Trời ơi, sao làm gì? Ồ, em tưởng cấu nó được xíu máu chứ. Ai về cấu được cả khúc luôn, sướng thiệt. Cho mày 1 phút nữa nè con. Ồ, lên cấp liên tục, lên cấp ly lị. Quá đã, quá đã. Rồi, cưỡi con Cheriza bự đi đi. Con này mình cảm giác cái đùi nó hơi to nha. Nó hơi mập mập nữa. Trời ơi, nhìn nó mập mập nha. Các bạn thấy không, nó khác với những phiên bản trước. Ồ, bản này nó đã được cập nhật lên hoàn toàn mới rồi. Nó còn có sừng nữa chứ, những hai cái sừng luôn đó. Ồ, Mandibus, mày lại xuất hiện nữa rồi. Đúng thời điểm lắm con ạ. Chuyển qua anti và chúng ta sẽ cấu máu nó thôi các bạn. Wow, lại là cái hiệu ứng skill này, nhìn đẹp đó nha các bạn. Quá xịn luôn, còn gì bằng nữa. Mày, wow, nó đánh mình đau quá. Hiệu ứng nó cũng rất là đẹp luôn, không phải gian vừa đâu. Khi mai mình sẽ hủy nha. Mấy skill mà bút bút đó mình sẽ tạm không học. Mặc dù phiên bản này những skill đó đang rất là có lợi đó các bạn. Rồi, Ampharos. Mandibus. Tôi bị liệu với con Ampharos. Định mệnh đó. Rồi, chuyển qua con NT và tiếp tục cấu máu đó thôi. Cứ ở cái vùng Mesa mà luyện các bạn ơi. Mình đã nói rồi, cái vùng này level của Pokemon thì gọi là tuyệt vời. Chúng ta vừa có thể luyện NT, những cái con Pokemon khác và vừa có thể làm thử thách nữa. EVS á. Ok. Rồi. Nó lại tuyệt vời. Lại là Mandibus nữa. Chị này Mandibus à quên. Nó là con cái thiệt nè. Tưởng kêu nhầm chứ. Ây da, ây da.
Ây da, sacrifice một cái. Wow, một khúc luôn, đã thiệt. Wow, lại cái hiệu ứng skill quen thuộc. Và mày đi tới thiên đi. Đó. Bạn thấy không, Pokemon của chúng ta đã lên cấp một cách gọi là rất là nhanh chóng luôn. Không có gì thể cản phá được. Ghê thật. Rồi. Em Esper này. À mình đã nhớ tiến hóa cấp 2 của nó rồi, đó chính là mèo stick nha các bạn. Con mèo đó cực kỳ dễ thương luôn. Nó cũng dễ thương ngang ngửa con Esper vậy. Wow, skill Shy Beam các bạn vừa thấy không? Quá đẹp luôn. Chào bạn, xem lại. Ôi không được rồi. Chúng ta được một cái Ender Pearl. Trời ơi. Ok. Sao mày con Medibird này quăng chúng con Medibird mà sao chúng con Numo dưới ta. Định mình bắt con gà mà chúng con vịt hả? Sao kỳ quá nhờ. Tiếp tục là Lavalum nha các bạn. Chúng ta sẽ luyện cấp chỗ này luôn. Wow, Mesa đúng là một vùng thật là tuyệt vời. Rồi. Con này chuyên nha, cho tôi xương với lại cho tôi lông chứ vậy hả? Lại xuất hiện nữa kìa. Ồ đây đây, Gelit. Gelit. Đây là một trong những vật tiến hóa của con Ron nha các bạn. Rot. Đó. Đây, Gelit. Con này thì nó thuộc hệ đánh. Thuộc hệ fighting đó. Trời ơi, nó lại ổn định luôn. Gelit. Trời, đáng lẽ mình phải câu máu nhiều hơn nữa chứ. Sao xem nhau quá vậy? Xem. Trời, không chết đó rồi. Khó khăn nha. Khó, khó, khó rồi, khó rồi. Chúng ta sẽ cất lại đồ cái đã. Con này nó cũng cho mình Ender Pearl luôn. Ý. Nó thiệt là hấp dẫn. Bên đây còn gì nữa không? Ồ, Zubat Shiny hả? Thôi, chúng ta sẽ không bắt con này đâu. Và như mình có rồi sao? Ồ, một cái Ultra Wombo nữa. Nhìn rất là đã luôn. Thôi ơi. Tụi mày có thể bớt xuất hiện được không? Nhìn tụi mày nhức đầu quá luôn á. Rồi, giết con Mandibuzz này đi. Ultra Wombo. Ồ. Để một tập nào đó chúng ta sẽ trở lại thôi. Sẽ trở lại Ultra Wombo sớm thôi. À, Ultra Space sớm thôi chứ. Ok, giúp con Medibuzz này cái đã nha các bạn. Đó, Lavalum lại một phát là chết ngay luôn. Hai phát chứ. Rồi, lên đường thôi. Ồ, Medibuzz nữa nè. Tụi mày cứ hoài vậy. Vậy mới tốt chứ. Dạ. Tính bay đi thì đợt. Tính bay đi đâu vậy? Trời ơi, lại xịn luôn. Wow. Hey. Cho một skill này con. Trời ơi, khó khó rồi. Chúng ta đã được skill check down, mình sẽ thay bằng skill này đi. Đó. Ok, tiếp tục là Mandibuzz. Mandibuzz. Mày cứ bay linh tinh vậy? Đứng một chỗ coi. Đúng một chỗ tao giờ băng bơm đúng không? Bay tùm lum làm gì không biết. Chán thật chứ. Ok. Lại tiếp tục với những con Mandibuzz của chúng ta thôi. Trời ơi. Rồi. Wow, nó chưa lên cấp. Ồ. Ở đây có con Salamence các bạn ơi. Con đó chắc mình đánh không có lại đâu. Salamence nó khá là mạnh. Và những con Pokemon mình chỉ một vài con nó có thể khắc chế được thôi. Chết tôi luôn rồi. Con này là Salamence thường không phải Salamence boss các bạn ơi. Trời ơi, tôi tưởng con boss mà quá may luôn rồi. Xịn rồi, để mình làm một phát Flamethrower nữa rồi chúng ta sẽ thu phục con Salamence luôn nha. Vậy thì mình sẽ không cần tiến hóa con Selgin nữa rồi. Nó là xịn lắm luôn. Rồi cho nó một skill thôi. Whipple trước đã. Whipple. Rồi. Whipple, hãy làm tốt nhiệm vụ của mày đi.
Ủa không thành công rồi. Chuyển qua Dustborn đi nha. Dustborn. Và lần này hồi hộp quá ta. Vậy mới thành công chứ. Trời ơi. Làm dễ làm tụt bút vậy. Rồi ở đây thì mình có thể có nút search trong cái PC này nha các bạn. Chúng ta thể search ra Pokemon rất là dễ dàng luôn. Ở mấy cái tập trước thì mình xin lỗi các bạn là mình chưa có tìm hiểu về cái nút search này. Đó, bây giờ mới biết. Và nút search nằm ở đâu thì các bạn có thể vào mấy cái phần control á và kéo xuống chọn cái mod Pixelmon để mà chỉnh sửa sao cho nó không trùng và nó phù hợp nhất nha. Ok. Nó lại hấp dẫn. Kích thước thì nhỏ nhưng mà cũng được thôi. Có sai là được rồi. Ok, ngon. Cái Ultra Wurmple hôn này sao mày hoài vậy? Chết tôi luôn đó. Rồi, ôm lại một cái Ultra Wurmple hôn nữa. Và em Charizard lại xuất hiện nữa nè. Ok. Cứ nói hoài mà cái Ultra Wurmple nó cứ vậy thôi. Đúng là lì mà. Dứt em Charizard này cái nha các bạn. Ai da. Charizard hả mày? Phải Flash mà nè. Ồ, chết nó ngay. Ồ, sai sót mà sẽ học thay skill Flash này đi. Rồi. Ồ, và Raizen của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi cơ. Nó quá xịn luôn. Để mình coi tiến hóa nó sẽ đẹp cỡ nào nha. Ồ, và đây là con Delphos như các bạn học được Mythical File hả? Cũng xịn luôn. Thay ngay chứ. Thầy nó nhanh quá, cắn cắn lộn cái lưỡi. May không sao. Lại xịn luôn nha. Ok. Đây là Delphos của chúng ta. Con đầu tiên à, tính chính xác là con thứ hai trong vùng Kalos. Sao con Greninja của mình. Ủa, nó múa lửa các bạn. Wow, cầm que gôi lửa luôn. Ồ, ghê ghê ghê. Giấu trong tay luôn hả? Chắc đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục thôi. Tiếp tục với cuộc hành trình. Đây, lại là Charizard nữa nè. Đổi con Ulaudin đi. Đó, chúng ta sẽ cần con này hơn là Charizard. Willardin. Ok, dùng anti để mà giúp nó thôi. Dám ba con Charizard cấp 26 là chết chắc với tôi. Nó là trình luôn. Rồi và nhiệm vụ bây giờ là tiến hóa em Willardin này thôi. À mình theo mình để ý chơi ở vùng Mesa hay là Mesa Prime các bạn. Tầm mấy ngày là nó sẽ có mấy con đó chính là Charizard. Và ban đêm nó sẽ có con Manibus. Nó rất là hay luôn. Nó chia ra thời gian ngày đêm xuất hiện vậy đó. Mà xuất hiện một lần rất là nhiều luôn chứ nó đâu có ít đâu. Nó rất là xịn trò luôn nha. Lava Bloom phát nữa thì con. Như vậy mới ngon chứ. Wow, mày tính bay đi đâu hả con Charizard kia? Bay qua đây mát mẹ hả? Mày hả? Xác định với tôi rồi. Wow, đánh trước không hả? Speed mày có vẻ cao vậy. Trời ơi. Ây da, cho mày chết em con. Cho mình mắc ma cream hoài vậy. Đừng có cho mắc ma cream nữa, tôi có rồi. Thôi, lên đường nữa thôi. Lên đường cho nó tuyệt vời hơn thôi. Wow, vẫn chưa có con nào luôn. Làm ơn đi, có một con nào đó xuất hiện đi. Con nào level cao xuất hiện đi chứ. Sao tiếng hóa Wheeling thôi mà khổ quá vậy. À đây đây đây, Charizard nó lại xuất hiện nữa đây nè. Charizard lại xuất hiện nữa rồi nè. Đó. Vậy mới đã chứ. Mày hả con, đau chưa? Đau chưa? Mày hả con, gọn trơn luôn. Willin của chúng ta đã bắt đầu lên cấp rồi các bạn. Wow. Có vẻ cần tầm dưới 10 cấp nữa.
Nói chung là tầm cấp 4-6 là con Willy này sẽ tiến hóa ra nha các bạn. Bữa nay có một con Agin nè. Trời ơi, khác nào mày giao trứng cho ác rồi. Mày xuất hiện ở đây làm chi? Con này là nó thuộc hệ thép, nên nó rất là dễ bị ăn hành các bạn ơi. Ăn hành bởi những con hệ lửa của mình. Mình khá là có nhiều thú vui, đó chính là nuôi Pokemon hệ lửa đó. Rồi. Mày... ây da, khó nha. Ok, khó quá nhiên. Ý da, bên đây lại thêm con Charizard nó xuất hiện nữa rồi nè. khá xịn. Chúng ta lại tiếp tục thôi. Bây giờ mình đã luyện cho Willowdin nó lên được cấp 35 rồi các bạn. Ghê chưa. Cấp 35 rồi, để cấp 36 thì nó sẽ bắt đầu tiến hóa thôi. Trời ơi. Đây lại là Manibus nè, tụi nó xuất hiện rất là nhiều luôn. Cứ xuất hiện là chơi nó thôi. Manibus hả mày? Wow, mình còn nửa cây kinh nghiệm nữa là lên thôi. Hay, cấp 63 luôn mà. Dứt nó là mình sẽ lên cấp thôi. Theo mình nghĩ là vậy. Có lên. Nửa cây rồi. Chết một ngày rồi. Nói chung thì ngày hôm nay đó, nó đã lên cấp luôn rồi nè. Đó, Willowdin của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Nó xịn trò nha. Wow, lắc lư đi mày. Willowdin này mày cứ chạy lung tung nha. Tiến hóa để cho ta quay cam tới chưa. Và đây là Chestnut nha các bạn. Ngày hôm nay đã thực hiện xong các thử thách, đó chính là có đủ bộ ba khởi đầu của vùng Kalos. Bộ ba này đang ở level 3 hết luôn nha. Và thu phục thêm em Salamence nữa rồi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với thử thách thứ ba. Trước tiên mình sẽ show cho các bạn coi cái bộ ba này nha. Đâu rồi? Bây giờ cái con Dislit này. Mày cứ thích lì với tao hả? Cho mày chừa. Chừa chứ con. Đây, Chetnor, Greninja và Delphoss. Trời ơi, ba con nó lại xịn luôn. Nhìn ngầu chứ các bạn. Wow, Greninja với hai con này nè. Wow, cái kiên của con Chetnor nó có thể thu lên thu xuống được nè. Đã thiệt. Greninja thì nó có thể lấy Shuriken. Còn con Delphoss thì có thể móc que lửa ra. Trời ơi, đúng là cực đẹp luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với thử thách thứ ba. Đó chính là thử thách Ryolu nha các bạn. Mình sẽ tiến hóa con này. Thì mình nói luôn là Ryolu nó sẽ tiến hóa vào 3 ngày khi mà nó đạt điểm friendship á, điểm vui vẻ cao. Mà cái cao ở trong Bismarck sẽ là 220. Điểm max ở trong đây sẽ là 255 nha các bạn. Đó. Và vào 3 ngày nó mới được nha. Ok, lấy cái PC ra rồi. Chúng ta sẽ đổi vào Ryolu. Đó, cho lên con Ryolu thôi. Ok. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn các cái vật phẩm mà nó tăng điểm điểm vui vẻ, à điểm friendship nha. Đây, nó sẽ có HP up nè, protein, iron, calcium, zinc và carbos. Ngoài ra nó cũng có thêm 6 loại berry nữa là pomet berry, kipside berry, qualot berry, honeydew berry, Ripa Berry và Tomato Berry, tương ứng với 6 loại thuộc tính là máu, Attack Defense, Special Attack, Special Defense và Speed nha. Đây là Ryolu của chúng ta. Cách đầu điểm Happy của nó đang là 70 các bạn. Chúng ta phải đạt 220 thì nó có thể tiến hóa được nha. Và cái cách để mà cho nó lên điểm HP đó chính là dùng mấy cái quả này nè và những cái vật phẩm hồi nãy mình nói đó. Ok, thì đầu tiên mình sẽ nói luôn, đây là điểm IVS của con Ryolu. Nó là 0/510 các bạn. Đó, mỗi combo Pokemon nó sẽ có như vậy. Rồi, để mình thử đánh một con Sandshrew cho các bạn xem thử nha. Nó sẽ tùy thuộc vào Pokemon. Khi mà đánh chết một con gì đó, đó, nó sẽ lên được điểm EVs. Mình sẽ gọi tắt là vậy nha. Đó. Và nếu đeo thêm mấy cái khăn cũng mà mình hay đeo cho Pokemon á, nó sẽ nhân đôi hoặc là cộng thêm 5 điểm nữa đó. Rồi, bạn thấy không?
chắc của nó đang là một rồi đó, nó lên rồi đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thử cái cách đầu tiên để mà tăng điểm friendship, đó chính là để nó ở ngoài 40 giây. Các bạn, 40 giây nó sẽ tăng thêm được 2 điểm đó. Đây, và chúng ta sẽ kiểm tra một xíu, nãy giờ nó cũng qua được 40 giây đó. 40 giây có coi nó tăng được bao nhiêu nè, 2 điểm, lên được 72 rồi các bạn. Thả nó ra bên ngoài 40 giây nha, nhớ như vậy nha. Rồi, cách thứ hai chúng ta có thể cho nó ăn mấy trái Perry. Đây, nó lên được 82. Rồi, bây giờ nó đã lên được 102. Chúng ta cho một quả nữa. Đó, nó sẽ lên 107. Tới cái điểm 100 thì nó sẽ tăng có 5 thôi. Dưới 100 nó sẽ tăng 10. Đó. Và mấy cái lọ kia nó cũng vậy luôn. Đó, mình sẽ cho nó tới 192 rồi, chúng ta sẽ cho tới 200 mấy đi. Đây, 202. Khi đạt 202 chúng ta sẽ cho một quả cho các bạn xem nè. Đó, khi trên 200 nó sẽ tăng có 2 thôi. Đó, nó sẽ giảm cái điểm range từ từ. Rồi. Rồi chúng ta sẽ cho nó coi thử mắt. Mắt chưa? 255 rồi đó các bạn. Mắt rồi đó. Lại xịn luôn. Và cho mấy quả này thì nó sẽ giảm cái điểm EV nha. Còn cho mấy cái lọ Kensicum Happy Up Zing Carbos hồi nãy mình nói á thì nó sẽ tăng điểm EV. Đó. Mỗi cái thì nó đều có ưu và nhược điểm. Bây giờ thì nó đã đủ điểm 2 happiness rồi. Chúng ta sẽ đi ra giết em Ampharos này và cho nó tiến hóa luôn. Về điểm EV, IV và happiness, tức là điểm thân thiện đó, hay còn gọi là friendship, mình sẽ làm một video riêng nha các bạn. Hy vọng các bạn sẽ đón xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua xử em Ampharos này. Bundle nó thôi. Đó, chết ngay. Và con của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi. Đây, Raylu đang bắt đầu tiến hóa. Rất là xịn luôn. Con này là kích thước Giant nha các bạn. Không cộng không trừ. Có thể sử dụng để mà thách đấu được. Và nó đã lên được con Lucario. Học được Aura Fear rồi. Những skill mới rất là xịn luôn. Ok, phải như vậy chứ. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã thực hiện xong 3 thử thách, đó chính là tiến hóa level 3 của bộ ba Kalos, thu phục Salamon và cũng như tiến hóa em Raiolo thành Lucario rồi. Thì nếu thấy hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment thử thách ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.